Câu này hồi cũng cao quá nghe thôi cho tràng vỗ tay luôn. Xin bạch với chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh. Thực ra khi mà tịnh hải này nghiên cứu, hình như bỏ cũng mấy năm bên những cái lời pháp của Ngài Tịnh Không, mới giật mình tỉnh ngộ ra. Tất cả mọi pháp môn tu của Đức Thế Tôn đều mang ý nghĩa hộ niệm cho nhau để chúng ta thành tựu đạo quả mà chúng ta không may chưa về. Hôm nay chúng ta nói là hộ niệm vãng sanh là tại vì chúng ta căn cứ vào cái pháp niệm Phật vãng sanh, và chen giữa cái pháp niệm Phật vãng sanh có chỉ hai chữ hộ niệm để mà nhắc nhở cho chúng ta cố gắng dìu dắt lẫn nhau một cách cụ thể, bất đoạn. Không thể nào mà một năm chúng ta chỉ nhắc bạn đồng tu chúng ta một lần rồi sau đó họ quên đi cũng được, không phải. Mà chúng ta sợ rằng là hôm nay nhắc, ngày mai sợ quên, cho nên chúng ta có thể bắt điện thoại lên nhắc tiếp. Bắt điện thoại lên nhắc tiếp là thuộc về hộ niệm, chư vị ơi. Ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật rồi nhắc nhở người bệnh: bác ơi, bác đừng thương con thương cháu nữa, thương con thương cháu mà bác ở đây thì bác bị chết. Đây là lời hướng dẫn trong pháp hộ niệm, đây là cái người hộ niệm đang hộ niệm cho người bệnh đó. Chúng ta thường xuyên tới chùa Chí Linh này, Ngài Tuệ Minh nhắc nhở cho chúng ta từng điểm, xin chư vị nhớ mãi những lời của Ngài để thực hiện. Vì lúc đó là Ngài đang hộ niệm cho chúng ta mà chúng ta không hay. Vì hộ niệm là hướng dẫn đường tu, hộ niệm là khai thị những gốc mắc, hộ niệm là hóa giải những vướng chấp chúng ta, hộ niệm là gỡ những cái lúc mà chúng ta bị nạn. Cho nên từ cái thấp là khuyên nhau, cho nên lúc mà gỡ những ách nạn, cả đều là pháp hộ niệm hết. Như vậy chư vị nghĩ tôi cái pháp nào mà không hướng dẫn? Chư vị nghĩ tôi có đúng không này? Pháp nào cũng phải hướng dẫn, pháp nào mà không khai thị, cái pháp nào mà không muốn cho người thực hành pháp môn đó thành tựu? Như vậy muốn thành tựu thì chúng ta đồ động với chữ hộ niệm, hay trợ niệm, hay trợ duyên, hay nhắc nhở. Chư vị có muốn thực hành cái nào cũng được, mà làm sao cho cái người mà mình nói đó, hướng dẫn đó, họ thực hiện cho được. Thì mình nhắc tới hộ niệm là khi hướng dẫn phải hướng dẫn cho tốt cùng, hướng dẫn cho chi tiết, hướng dẫn cho cụ thể để người đó thực hiện được. Thì xin thưa là khi nhắc nhớ đến hộ niệm, vô tình chúng ta muốn cứu được những người phàm phu. Ví dụ như muốn cứu một người phàm phu, tình hãy ngồi tại đây nói tới hàng ngàn người nghe thì đang hộ niệm cho nhau đó, nhưng mà hộ niệm chung chung chứ không phải hộ niệm chi tiết. Vì sao vậy? Vì đang nói cái chỗ mà hộ niệm ở đâu để nhắc nhở cho chư vị biết là hộ niệm trong kinh Phật nói như vậy. Trước chư vị đang bị bệnh ung thư, bác sĩ nói không cách nào cứu chữa được, mà trong giờ phút này chư vị đang lo lắng âu sầu về cái bệnh ung thư đó, thì những lời nói này là những lời nói chung chung, không trực tiếp có lợi cho người đang bị ung thư sắp chết, đúng không chư vị? Như vậy thì khi hộ niệm là hộ cá nhân là gì? Ngay bên cạnh trước người đang bị bệnh đó, nói rằng bác chính ơi, thân xác này mình sinh ra theo nghiệp, rồi mình tạo nghiệp, bây giờ nghiệp ứng hiện ra mình nhận nhân quả. Nếu mà bác theo cái nhân quả này sợ chết bám víu này, cái thân này, thì khi cái thân khi chết bác cứ bám theo cái thân, bác bị nạn. Thôi bây giờ chúng ta không sợ chết nữa, là không thèm giữ xác thân này nữa, mà niệm Phật đừng để cái linh hồn chúng ta, đừng để cái chân tâm chúng ta nó bám theo cái xác này mà mình chịu nạn. Như vậy là rõ ràng hộ niệm là nhắc nhở cho người đó thực hiện đại pháp giải thoát của Phật kịp thời, cụ thể, chính xác, để cho họ không còn mê, không còn mệt, không còn sợ những cái đó, mà họ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì
không phải chỉ có cái pháp môn tịnh độ mới có hộ niệm, mà pháp nào cũng có hộ niệm cả. Như vậy thì rõ ràng hộ niệm là một pháp tu, đúng không chứ vậy? Tu rõ rệt mà tu cặn kẽ nữa, tu rất là nghiêm chính nữa. Cho nên mà mong chư vị thấy rõ thì không những là pháp môn tịnh độ ta mới có hộ niệm, mà tất cả các pháp đều có hướng dẫn chỉ điểm khai thị nhắc nhở, đều là ý nghĩa của pháp hộ niệm. Mà bây giờ chúng ta đang niệm Phật vãng sanh, cho nên nhắc nhở cho kỳ cùng là chư vị phải buông tình chấp ra nha. Có phải là chư vị đang tu không? Giận hờn chư vị bỏ ra, có phải là chư vị đang tu không? Tham tiền, tham bạc gì đó không nữa bỏ ra, tức là bị kẹt đấy. Muốn gì buông ra đi, đừng tham nữa, có phải là pháp tu không? Dặn chư vị là đừng có sát sanh hại vật nữa, chư vị phát tâm đi. Phát chưa? Không phát thì phát đi. Đây là một pháp tu, đúng chưa? Giới luật của Phật đề ra, ráng cố gắng gìn giữ giới luật là một pháp tu, rõ ràng chưa? Tất cả đều là pháp tu cả. Thành ra chư vị nhớ là một là tất cả là một. Mong chư vị thấy rõ rệt, ngay trong cái pháp hộ niệm chúng ta, chính Đức Thế Tôn đã từng hộ niệm cho phụ thân, hộ niệm cho mẫu thân, hộ niệm cho Hoàng hậu Vi Đệ, hộ niệm luôn cho Ngài A Xà Thế nữa. Chứ vị thấy không nè, A Xà Thế cũng làm những chuyện tội lỗi đến nỗi mà tày trời nữa đấy, mà Đức Thế Tôn cũng tới hộ niệm dặn cho vua A Xà Thế niệm Phật đi vãng sanh, và sau cùng Ngài cũng vãng sanh. Như vậy chư vị thấy rõ ràng là pháp hộ niệm này từ trong kinh Phật mà mình không hay, đúng không chư vị? Ráng cố gắng tin tưởng nha, tin tưởng thì lợi lạc vô biên đấy. A Di Đà Phật.